Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, Telegram là một mạng xã hội rất thông dụng và phổ biến tại Việt Nam. Và ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt Talk ID và mật khẩu cho cái app Telegram trên điện thoại smartphone. Đầu tiên, tôi sẽ vào phần Setting phía bên dưới góc tay phải màn hình. Tìm và chọn vào Privacy and Security, chính là cái dòng chữ này. Tiếp theo, tìm và chọn đến cái dòng chữ thứ ba là Passcode and Talk ID. Chọn tiếp vào Turn Passcode On. Bước này các bạn hãy nhập mật khẩu . Tiếp theo các bạn hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Chọn vào Turn Passcode Off nếu như quý vị không sử dụng. Còn Change Passcode để quý vị thay đổi mật khẩu. Cái phần auto lock là tự động khóa. Quý vị có thể đặt 1 phút, 5 phút, 1 giờ hoặc 5 giờ. Ví dụ ở đây tôi sẽ đặt là 1 phút. Cái phần cuối cùng là unlock with Talk ID. Quý vị có thể bật lên nếu như cái thiết bị smartphone của quý vị có hỗ trợ mở khóa bằng vân tay. Ok, vậy là đã xong. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Chân thành cảm ơn.